trưa ngày 10 tháng 1, một vụ hy hữu đã xảy ra tại khu vực trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Cụ thể nhân viên bảo vệ đã phát hiện một người đàn ông cầm một chiếc hộp màu nâu đứng rất lâu trước cổng trường phía trước đường Lê Lợi, nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm, bảo vệ đã báo cáo lãnh đạo trường. Ngay sau đó, nhà trường đã chủ động báo cáo công an và quân đội đến để điều tra vụ việc. Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc này. Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin vật thể lạ xuất hiện trước cổng trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm tra xác minh theo quy trình. Qua kiểm tra xác định vật thể lạ này là chiếc vali rỗng, chủ nhân của vật thể trên là anh l Q.D sinh năm 1988, hiện trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu gia đình xác nhận anh LQD đang điều trị bệnh tâm thần. Như Việt Nam Net đưa tin trước cùng ngày, nhân viên bảo vệ trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh phát hiện một người đàn ông cầm hộp màu nâu đứng rất lâu ở trước cổng trường phía trước đường Lê Lợi. Thấy nghi vấn, bảo vệ liền đến hỏi, người đàn ông vội vứt hộp rồi bỏ chạy, nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm. Bảo vệ đã báo cáo lãnh đạo trường. Ngay sau đó, nhà trường đã chủ động báo công an và quân đội đến để điều tra vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Ban giám hiệu đã di rời tất cả học sinh đến nơi an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để căng dây phong tỏa, cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường Lê Lợi đến ngã tư đường Lê Duẩn thuộc phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Trước cổng trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, lực lượng chức năng đã chuẩn bị nhiều vật dụng triển khai các phương án đảm bảo an toàn.